Rồi mình xin chào quý vị và các bạn, xin chào cả nhà mình. Trước hết thì cả nhà mình cho mình gửi lời chúc sức khỏe đến cả nhà, mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với cả nhà mình ha. Mình có mấy vấn đề để nói cho cả nhà mình cho rõ và hiểu cho gia đình mình ha, cả nhà ha. Vấn đề quan trọng nhất là về bé Lạc. Cả nhà mình cũng thắc mắc rất nhiều tại sao gia đình mình quyết định đột ngột như vậy là phải cho bé Lạc đi. Thì mình cũng xin nói với cả nhà mình là ngày qua mình cũng có đọc bình luận cả nhà mình rất là nhiều, rất kỹ. Thì cả nhà mình hỏi mình như vậy, mình cũng có hứa với cả nhà mình là mình sẽ giải thích với cả nhà mình sau là ngày hôm nay, là cái trong clip này. Thì cái lý do nào mình nói thôi là gia đình mình sẽ có một cái sự quyết định như là rất là lẹ đột ngột như vậy, thì cả nhà mình cũng thông cảm cho mình ha. Là vì cái lý do của mình muốn nói cho cả nhà mình hiểu được là về sức khỏe của bà xã mình. Thì cả nhà mình cũng biết rằng là mình cũng có nói cho cả nhà mình là tạm thời nuôi bé Lạc, rồi chờ là tìm ba mẹ của bé Lạc là mới giao. Thì đồng ý là mình có hứa với cả nhà mình như vậy, mà hôm nay mình lại là nói lẹ quá thì cả nhà mình cũng thắc mắc rất là nhiều. Thì mình xin đính chính với cả nhà luôn. Đúng ra thì mình không có nói chuyện này với cả nhà nghe đâu, mình sẽ giống như là chuyện gia đình, mình sẽ thầm ôm trong lòng thôi. Nhưng mà cả nhà mình thắc mắc nhiều quá, buộc lòng mình phải thông báo với cả nhà mình. Thì ngày hôm qua cả nhà, có nghĩa là ngày 19, thì bà xã mình đó là đi khám bệnh, là khám định kỳ cả nhà, 6 tháng khám một lần. Thì ngày hôm qua là đến ngày đi khám bệnh, rồi về là có kết quả mới, thì đâm ra gia đình mình mới quyết định như vậy. Thì mình cũng nói thiệt cho cả nhà mình đó là cái chuyện này mà nói ra trên cộng đồng như vậy thì nó không hay, nhưng mà cả nhà mình thắc mắc nhiều quá thì buộc lòng mình xin phép cả nhà để cho mình xin minh bạch tính chính cho gia đình mình. Thì cả nhà mình thấy trước mắt mình đó là đây là một cục thuốc của bà xã mình đi khám về cả nhà ha. Và cả nhà mình thấy nhìn thấy là thuốc nó khủng bố không, thuốc no luôn á. Thuốc canxi là mới 100% hay đầy hộp đó cả nhà ha, chứ không phải là lấy cái hộp không mà để lên mà ngồi quay giúp cho cả nhà rồi minh bạch cho cả nhà đâu. Cả nhà xem nè, này thuốc canxi nè đó cả nhà ha. Thì mặc dù là đúng ra thì không cần phải là trong sáng như vậy, nhưng mà cả nhà mình thắc mắc nhiều quá thì buộc lòng hết cả nhà, buộc lòng thì mình cũng xin phép cả nhà mình là ráng hết thời gian theo dõi cho mình có nói sự thật không cả nhà ha. Rồi mình có quyết định cho bé Lạc đi như vậy là có đúng theo cái lời của mình nói không đó cả nhà ha. Nói chung là hoàn toàn hết thời gian, bé là banh ra hết cho cả nhà mình xem thì nó mất hết thời gian nghe nhà. Rồi mình cho cả nhà xem cái hộp bự luôn, bự này tem chưa bung, cái này là tem chưa phui luôn cả nhà. Thì mình cũng thôi cả nhà mình chờ xíu, mình ráng mình phui cho cả nhà xem nha. Đây cả nhà, thuốc là uống no thôi á. Mình xin phép để vô để mình trình bày cho cả nhà cho rõ một chút để cả nhà mình thông cảm cho mình. Đây cả nhà nhìn thấy tên tuổi và ngày tháng của bà xã mình rất là rõ ràng, chứ không phải là mình đem hồ sơ khám bệnh của bà xã mình thì rất là nhiều. Thì cả nhà biết là bệnh này thì hồ sơ thật nhiều lắm, nhưng mà tờ này là tờ mới cả nhà ha, là hồ sơ có nặng đầy đủ trong đây. Là về cả nhà thì hôm qua siêu âm thì bác sĩ phát hiện là
trong thận trái của bà xã mình có một khối u rất là bự, thì bác sĩ yêu cầu qua bệnh viện Bình Dân để xét nghiệm khối u và có thể là mổ khối u đó. Thì cả nhà mình biết rồi, trong cái việc mà gia đình mình thì cho các bé ăn thường hàng ngày, là bà xã mình thường là đảm nhiệm cái chuyện đó nhiều hơn mình. Thì vì cái tình trạng sức khỏe của bà xã diễn biến đột ngột quá, năm ra thì có một cái kết quả như vậy thì rõ ràng là về mình cũng hơi bị rối, là mình cũng quyết định luôn. Chứ bây giờ mình thật sự với cả nhà mình đó là bé Đạt thì mình thương rồi, bé rất là ngoan, rất là hiền, nhưng mà tìm nhà của cho bé không được, mà cứ dây dưa mà chờ hoài như vậy, mà sức khỏe của bà xã mình là nó khắc coi như là nó không được tốt, cấp bách quá, thì buộc lòng gia đình mình phải xin cả nhà mình là cho gia đình mình chia tay bé Đạt. Tìm đó là một cái lý do để mình muốn nói với cả nhà mình là xin cả nhà mình thông cảm. Chứ bây giờ thật ra nếu như mà hôm mà cứu bé Lạc về, mà cứ cứu bé nào về là nuôi bé đó, cứu bé nào về nuôi bé đó, thì rõ ràng là cái đó là thật sự là rất là khó cho gia đình mình. Riêng về bé Lạc không, nếu như mà bà xã mình sức khỏe bình thường thì mình nói thiệt cho cả nhà mình là gia đình mình sẵn sàng nuôi bé Lạc, đừng bỏ bé Lạc. Nhưng mà bây giờ đó là diễn biến khác rồi, thì tình trạng sức khỏe bà xã mình không có ổn định nữa. Ở nhà mình thấy bà xã mình vậy, chứ thật ra là bà xã mình nắng mưa lắm ở nhà, hôm ra rất là bình thường, cái chút xíu nữa cái lại là không bình thường, tụ canxi, có nghĩa là đi ra đường lúc nào phải có thuốc trong người, có thuốc canxi trong người, có hai cái loại thuốc canxi luôn, một loại thuốc là uống canxi là uống khi mà giống như là báo hiệu cái chuẩn bị tụ canxi, đó là một loại thuốc, còn một loại thuốc uống canxi nữa là uống coi như là cấp bách, là ví dụ như tụ bất thình lình quá là phải có viên đó là uống vô cấp bách liền. Thì mình cũng nói với cả nhà mình là bây giờ là bệnh tình của bà xã mình là không được tốt, sức khỏe là không ổn định. Hơn nữa bé Lạc rất là mạnh, cả nhà mình biết nha, bé Lạc là mạnh lắm. Bé Lạc mà dắt bé Lạc mà đi vệ sinh ra ngoài thì phải giữ dây, nhưng mà bé Lạc sẽ làm theo ý bé Lạc, trừ khi nào mình chịu lại thì được, còn riêng bà xã mình thì chịu bé Lạc chắc không nổi, bé Lạc bị trâu luôn á. Là ghi theo ý muốn, mặc dù là bé rất là ngoan, nhưng mà bé thường là ghi vô, ví dụ như giờ chiếc xe đậu đi thì bé thường là tè trong bánh xe, cái nhà mình biết rồi, cái đực mà thường là tè bánh xe, nhưng mà bánh xe của người ta thì mình cũng không cho phép, xong ra mình ghi lại thì ghi không nổi, nhưng mà ý bé Lạc là muốn là hửi vô bánh xe rồi tè trong đó, cả nhà mình hiểu ha. Thì mình cũng xin nói với cả nhà mình này, thật sự ra cái chuyện này là cái chuyện trong gia đình của mình, đúng ra thì gia đình mình chỉ ôm trọn cái như là cái chuyện buồn thôi, không có tâm sự với cả nhà đâu. Nhưng mà hôm nay là tại sao mình phải nói vậy, là cả nhà mình thắc mắc gì quá, buộc lòng phải minh bạch. Cũng có một hai bạn thì vô muốn là nhắn tin là nói là thật ra mình giống như mình nói hai lời. Thì rõ ràng sự thật là bạn nói đúng chứ không phải là bạn không đúng. Rõ ràng là lúc đầu mình nói là nuôi bé Lạc, sao tại sao giờ mình nói mình cho đi, rõ ràng là mình nói hai lời, cái đó là đúng, bạn trách mình cũng đúng chứ không phải là không đúng. Nhưng mà cái diễn biến mỗi ngày nó mỗi khác, sức khỏe bà xã mình nó khác đi, đâm ra buộc lòng phải nói hai lời, là vì cái bệnh tình của bà xã mình. Xin bạn thông cảm và hiểu cho gia đình mình ha. Còn nói thật lòng, nếu mà bạn không thông cảm được thì mình cũng xin chịu, tại vì đây là hết cách để gia đình mình ứng phó rồi. Cả nhà mình nghĩ đi, ví dụ mai chiều là mình đi một chuyến miền Trung kéo dài đến 10 ngày, rồi về bà xã mình tiến hành là đi xét nghiệm khối u đó. Ví dụ như bác sĩ kêu mổ, nhập viện mổ thì ở nhà ai trông các bé, ai lo cho tụi nó, mổ đâu phải là về liền ở nhà, mà sức khỏe bà xã mình nó không có ổn định thì cái việc mà mổ xẻ thì nó cũng rất là căng, cả nhà mình hiểu rồi. Còn hai đứa muốn giao cho hai đứa con mình thì cả nhà mình cũng biết rồi, hai đứa con mình đã lớn rồi thì tụi nó cũng có một cái thế giới riêng của nó, mình không có thể nào mình ép tụi nó đi theo cái thế giới của mình được. Mặc dù là bé Nghi là gái lớn của mình và nó rất là thương yêu các bé, nhưng mà một mình bé Nghi mà trông hết các bé thì cả nhà mình cũng biết là trông không nổi, tại vì kinh nghiệm của bé Nghi thì cũng không có nhiều, và bé còn có cuộc sống riêng của bé nữa, có một cái cách mới của bé nữa, bé lớn rồi cả nhà, thì mình cũng
tôn trọng bán cho bà bé có một cái thế giới riêng. Đó là tình trạng về là tại sao là gia đình mình đã quyết định cho bé Lạc là như vậy cả nhà. Đó là mình thật lòng mình giải thích với cả nhà mình là hết lòng rồi, thì rất mong là được sự cả nhà mình thông cảm với gia đình mình. Bệnh tình của bà xã nó không có ủng hộ cho việc nuôi bé Lạc cả nhà ha. Rồi tại sao mà cả nhà mình hỏi tại sao mà phải cho bé Lạc đi vào ngày 22 tháng 10 này, mình có viết cái tiêu đề mình nói là như vậy, là như vậy cả nhà. Thì ngày 22 tháng 10, ý mình nói như vậy là ngày 23 tháng 10 là mình sẽ xuất phát đi miền Trung cùng với Xuân Quỳnh. Mình đi cùng với đứa em mình ở cả nhà ha, là Xuân Quỳnh đó, cả nhà mình cũng chắc cũng biết, một số cũng biết. Thì đi ra ngoài đó là chia sẻ yêu thương ở miền Trung đang bị lũ lụt đó cả nhà. Thì chương trình mình sẽ đi hỗ trợ với Xuân Quỳnh đó là mình đi 10 ngày rồi. Thì mình ý mình muốn giải quyết bé Lạc đi liền, để cho trong cái ngày mình đi á, rồi cái ngày mà bà xã mình dắt đi vệ sinh á, không còn phải lo là bé sẽ bị bà xã mình có thể là té không chừng. Ý mình là như vậy cái nhà ha, tại vì mình đi 10 ngày mới về. Thì cả nhà mình nếu mà có theo dõi clip vừa qua, clip vừa hôm qua đó, thì cả nhà mình cũng biết mình đã nói là mình đi miền Trung. Đi đây là mình cũng xin nói rõ cho cả nhà mình nghe, để cả nhà mình tiện việc mà kiểu như theo dõi kênh của mình và kênh của đứa em mình. Thì mình đi miền Trung ở đây á, mình đi cùng với Xuân Quỳnh đó, là mình đi đi cùng với Xuân Quỳnh là phụ chạy xe, rồi đó là hai anh em đùm bọc với nhau, rồi ra ngoài rồi mình phụ quán xuyến với Xuân Quỳnh cả nhà ha. Rồi hôm nay thì ngày hôm qua thì mình có nói một cái clip, đó là mình nói là mình chuẩn bị đi miền Trung. Thì mình cũng nói thiệt cho cả nhà mình là như vậy. Thì cũng có bạn vô là nhìn thấy mình chuẩn bị đi thì cũng ủng hộ mình là như vậy. Thì bạn Thí bán cơm ở gần nhà mình ủng hộ cho miền Trung 10 thùng mì. Và một bạn Thí nữa cũng tên Thí luôn, cũng ở xóm mình luôn, cũng ủng hộ cho mình là 10 thùng mì. Và một bạn Chi cũng ở xóm mình luôn, nghe mình đi miền Trung thì cũng ủng hộ cho miền Trung là 10 thùng mì. Tổng cộng là ba bạn là 30 thùng mì. Mình xin cảm ơn ba bạn rất là nhiều, chia sẻ yêu thương với đồng bào miền Trung. Còn một người nữa thì là tên Vô Danh ở cả nhà ha. Hai vợ chồng anh Vô Danh này là có gửi về cho mình 1 triệu, gửi về cho mình 1,6 triệu. Bạn này, hai bạn này thì ở Úc. Thì hai bạn này gửi cho mình số tiền là, nói chung là mà nhờ mình làm mấy việc rồi chứ không phải là mới gửi hôm nay. Nhưng mà còn dư, cả nhà mình nghe rõ cho mình nha. Mình làm mấy việc mà cho bạn nhờ mình làm thì bạn nói là không cần phải quay phim, chỉ cần là mình với bạn biết thôi, đưa hình ảnh cho bạn biết là được rồi. Thì mình cái những chuyện đó thì mình cũng tôn trọng ý kiến của bạn, mình không có đăng trên cộng đồng mạng. Thì giữa mình với bạn đó thì đã có thông qua, thì cái phần tiền còn dư lại là 1,6 triệu. Bạn nghe cũng nghe mình là 23 tây này là mình đi miền Trung, bạn nói là bạn nhờ mình lấy 1,6 triệu đó chia sẻ ra miền Trung luôn cả nhà ha. Rồi cũng xin bạn nghe kỹ giùm mình. Rồi một bạn nữa là tên là Mai Đào, bạn này thì ở Mỹ cả nhà. Thì bạn này cũng nghe tin là mình đi miền Trung, nghe cái clip vừa qua đó cả nhà, nghe mình chuẩn bị đi miền Trung thì bạn có gọi điện thoại về mình, thì bạn chuyển về cho mình là 10 triệu đồng, nhờ mình là cũng ra ngoài miền Trung san sẻ yêu thương ngoài đó. Đó là bạn Mai Đào cả nhà ha. Còn phần về mình, gia đình mình ở cả nhà ha, thì mình cũng có hứa với cả nhà mình đó là mấy tháng qua vừa qua là mình có hứa với cả nhà là cả nhà mình xem clip ủng hộ kênh cho mình, cũng như là cả nhà mình đã ủng hộ, góp một phần ủng hộ cho những hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay mình cũng là đi ra miền Trung như vậy, thì gia đình mình và quyết định bỏ ra là 5 triệu đồng chung tay với người trong miền Trung. Mặc dù là hoàn cảnh có trước mắt của gia đình mình rất là khó khăn, kể cả bệnh tình của bà xã mình như thế nào cũng chưa biết được, nhưng mà mình hứa với cả nhà là mình phải làm thực hiện cả nhà ha. Rồi đó là chuyện riêng của đó là một chuyện riêng của kênh mình. Rồi hôm nay thì mình cũng
xin nói với cả nhà mình để cho cả nhà mình là thuận việc theo dõi kênh của mình và kênh của Xuân Quỳnh. Là chuyến đi này hôm nay là mình chỉ đi theo Xuân Quỳnh, mình phụ với Xuân Quỳnh là trên đường đi quán xuyến đồ mọi mặt về của Xuân Quỳnh. Còn cái phần tiền mà cả nhà mình nhờ mình gửi đến người dân miền Trung á thì không riêng biệt, không có dính chung gì với kênh Xuân Quỳnh hết, để cho thuận việc cả nhà mình theo dõi. Có nghĩa là ý mình nói đây cho cả nhà mình dễ hiểu là giống như là mình quá gian Xuân Quỳnh đi ra miền Trung đi, mình trao những phần quà cả nhà mình cho người dân miền Trung. Và cả nhà mình khi mà mình giao những cái phần quà của cả nhà mình để đến người dân miền Trung á là như vậy đó cả nhà. Mình cũng suy nghĩ qua là cũng là tùy cơ ứng biến, tại vì ở ngoài đó hiện giờ là đang diễn biến rất là phức tạp, mưa gió rồi thời tiết là hiện bây giờ cập nhật cái ngày mình đi á là cơn bão số 8 áp sát vô nữa, thì không biết là mọi chuyện có suôn sẻ hay không. Nhưng mà bây giờ vậy theo lẽ ra thì mình quyết định đó là cái phần tiền của bạn Vô Danh và bạn Mai Đào và phần tiền của gia đình mình là mình không có mua quà cũng cáp gì hết, nhưng mình có ba cái số tiền này mình sẽ trao thẳng bằng tiền mặt cho người dân miền Trung. Bây giờ đó là một phần quà bao nhiêu tiền thì mình chưa có quyết định được, và mình bỏ cái bao thơ đấy cả nhà ha, bỏ mỗi phần quà một cái bao thơ thì nó cũng không thuận dịp để cả nhà mình theo dõi. Thí dụ như bây giờ mình bỏ bao thơ 500.000 mình đưa cho một người dân đó, rồi mình sẽ lấy cái bao trong cái bao thơ 500.000 ra mình trình cho cả nhà biết, để là thật sự ra trong bao thơ nó 500.000 thì nó mất thời gian cho mình. Và cũng nhiều khi mưa gió rồi bao thơ thì cả nhà biết rồi, nước mà nhiều khi nó rách rưới rồi mất công nữa, thì thôi cũng như bằng cách là nó không được lịch sự lắm, mình cũng suy nghĩ qua là nó không được lịch sự lắm là mình đưa thẳng luôn một tờ 500.000 hay hoặc là một tờ mà 200.000 thí dụ vậy, nói chung là bao nhiêu. Nhưng mà ý mình nói đây là không cần phải bao thơ, mình đưa thẳng luôn cho cả nhà mình dễ nhìn thấy và dễ thuận tiện theo dõi coi mình trao có đúng số tiền của cả nhà mình tin tưởng giao cho mình hay không. Là cái đó là mình không có xài bao thư nữa cả nhà ha, thì mình xin báo trước với cả nhà mình là như vậy. Thì cả nhà mình lưu ý giùm mình nha, là lại một lần nữa là mình ra ngoài mà cái phần tiền của cả nhà mình đó là mình sẽ riêng biệt, không có dính chung gì với Xuân Quỳnh hết, mọi cái không dính chung gì hết, thì mình chỉ có đi theo phụ quán xuyến với Xuân Quỳnh bên cái phần của Xuân Quỳnh, xong hết rồi mình mới trao những phần quà của kênh bên mình cho người dân miền Trung. Hai cái nó khác nhau cả nhà ha, để cho cả nhà thuận việc theo dõi bên. Rồi vậy là mình cũng xin kết thúc clip ở đây cả nhà ha. Mình cái còn có hai điều muốn tâm sự cả nhà, mình đã nói ra hết rồi, nói thật đáy lòng của gia đình mình rồi, về cái tình trạng mà mình sức khỏe của bà xã mình như vậy, mình đâm ra là gia đình mình mới quyết định mới làm như vậy, thì rất rất mong cả nhà mình là ủng hộ ý kiến của mình và phụ với mình tìm cả nhà mình có thể là quyết định bé lạc về đâu, cả nhà mình quyết định cho mình đi, mình rồi cả nhà mình mà vô trong bình luận á, cả nhà mình thấy đó, cả nhà mình quyết định đó, thì muốn bé lạc về đâu mình sẽ giao bé lạc về đó. Thì rất mong được cả nhà mình là phụ tìm ba mẹ mới cho bé lạc ở nhà. Rồi vậy mình xin khép clip ở đây nha cả nhà. Cuối clip thì cũng mến chúc cả nhà mình ngày mới sức khỏe ha. Cảm ơn cả nhà mình đã xem video clip ủng hộ cho mình. Rồi mình cũng cảm ơn hai bạn Thí ở xóm mình và một bạn bạn Chi ở xóm mình, và cảm ơn vợ chồng bạn Vô Danh, vợ chồng bạn Mai Đào đã chung tay với người dân miền Trung. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng mình, đã giao trách nhiệm cho mình. Mình xin cố gắng hoàn thành trách nhiệm của các bạn giao phó cho mình. Rồi vậy mình xin khép clip lại cả nhà ha. Cảm ơn cả nhà mình đã xem video clip ủng hộ cho mình nha. Chào tạm biệt cả nhà mình ha. Hẹn cả nhà mình trong clip tiếp theo nha.
trong quá trình mình đi ra miền Trung mà mình trao những phần quà thì mình sẽ quay lại cụ thể cho cả nhà mình thuận việc theo dõi cả nhà ha. Rồi chào tạm biệt cả nhà.